Đây, thứ hai ra dùng từ ấy nhá. Để cho mày nhá, mày với nó là bạn. Để uống nhau chén rượu chứ không phải là lên. Không phải là có con lớn đâu. Được chất con cặp. Nhiều lắm. Mẹ nó coi được, chưa dùng từ. Để anh em mình hiểu nhau đây. Mẹ đây. Nói về thắng này, tôi rất muốn được này về. Bạn thôi, bạn chứ sao nữa? Anh em kinh trai, em nói đây là em không làm chúng con thế. Yeah.